Mấy năm trước, trong nhóm mình có một cuộc tán dóc về chuyện cưa gái và tình cảm này nọ. Có một đoạn như thế này: Ê anh nghĩ sao về mấy thằng thay vì làm quen trực tiếp thì đến nhà xin phép bố mẹ nhỏ đó cho làm quen với con gái họ? Ui, mấy thằng dở hơi, chú mày hỏi gì lạ thế? Thế có bao giờ mày hôn một đứa con gái mà xin phép nó trước chưa? Lúc đó mình nghĩ hóa ra là vậy, con gái thích bất ngờ mà. Với lại chuyện tình cảm tự nhiên, cái hôn, cái nắm tay mà nó huỵch toẹt như là em ơi cho anh hôn cái nhá, thì còn gì hay, chả có biết tế nhị hay khéo léo gì cả. Thế rồi mấy năm sau, mình đọc được lời khuyên của một chuyên gia đã có vài chục năm kinh nghiệm tình trường ở nhiều chiến trường khác nhau. Ví dụ như là Kim Tự Tháp, 3 người, tập thể, với vô số cô gái, thì ông bảo tốt nhất là hôn con gái khi họ đã đồng ý. Đôi lúc, cái hôn bất ngờ nó phản tác dụng, đang ngồi lo lắng, bất an, tự nhiên thằng đó quay ra xong hôn cái. Không thấy thích mà còn thấy ghê tởm ấy chứ, nhỏ đó chưa tát cho là may. Thế rồi lớn hơn một chút, mình nhận ra rằng cả hai lời khuyên đều đúng. Và thêm nữa là mình nhận ra hôn con gái là cả một kỳ công. Môi con gái. Hôn không chỉ là dí môi vào nhau rồi đá lưỡi là xong. Nếu một anh trai chỉ nghĩ đến thế thì hẳn là anh ấy sẽ mãi mãi là anh trai. Không, hôn là một thứ rất là kỳ công đấy. Bạn đã nghe đến câu nghề chơi cũng lắm công phu chưa? Chơi... mà không, cưa con gái nó cũng thế. Và hôn bản thân nó cũng rất công phu. Và để bắt đầu chơi mảng này thì phải nhìn vào môi con gái. Hôn với con gái là biểu tượng. Con gái rất thích tính biểu tượng. Mặc dù đối với con trai thì cái này nghe rất là lạ đời, nhưng mà thực sự nó là như vậy. Bạn thấy quảng cáo cho nữ ấy, toàn là đây là biểu tượng của tình yêu, đây là biểu tượng của sắc đẹp, cái này là biểu tượng cao quý cho ABCXYZ. Con gái họ thích toát ra bản sắc của mình thông qua các biểu tượng. Mấy em học sinh nữ thì dùng cung hoàng đạo, người lớn hơn chút thì dùng dây chuyền, vòng tay. Còn có tiền, chất chơi trong máu thì chơi xe hay là chơi chai luôn. Thường thì họ sẽ xài nước hoa. Nếu họ muốn cho người ta cảm thấy họ là người tươi trẻ, tràn ngập sắc xuân thì họ dùng hương Le Ombre Danse Le U. Còn muốn cho thấy mình là người cứng cáp, gai góc, cá tính mạnh thì họ phủ một lớp hương Tom Ford Black Orchid lên bộ đầm đỏ của họ. Tương tự như vậy với môi. Đối với con gái, môi là biểu tượng gì đó thì mình cũng không biết đâu. Nhưng họ thích tô son môi vì mỗi màu son giúp họ toát ra vẻ riêng. Khi đi chơi với con trai, họ tô son môi lên như là để đánh tín hiệu ngầm vậy. Họ thích son đến mức son như là thứ chỉ sau sắc đẹp và giúp họ nhận diện được họ là ai. Nó là một phần vô hình trong cuộc sống của con gái. Nhưng son không chỉ giúp con gái thể hiện bản thân, nó còn là thứ để họ đóng dấu. Họ hôn lên người họ yêu với lớp son trên môi như để đóng dấu. Anh là của em và chỉ riêng em. Lúc đó người con trai như là một phần của họ vậy. Son cũng là thứ tăng cường cảm xúc, đưa con người thăng hoa lên tầng cao mới. Con gái chỉ hôn môi thôi thì họ đã tê tê như điện giật rồi. Đằng này đôi môi đó lại được phủ lớp son họ yêu quý. Ví dụ như son dưỡng Blisssticks Raspberry Lemonade, rất thơm và ngọt, thì cảm xúc như bùng nổ. Vì họ không chỉ cho người ấy hôn thứ mà họ cho rằng là hương vị tuyệt vời nhất, mà họ còn được thử hương vị ấy một cách gián tiếp qua môi người kia. Họ rất thích hương vị và mùi son. Nếu được hẳn họ sẽ phân thân ra mà tự hôn mình luôn, để cho nụ hôn đầu của họ là thứ tuyệt nhất. Hôn con gái. Vì đối với con gái hôn nó màu mè như vậy, cho nên chuyện hôn nó cũng không đơn giản đâu. Con gái không như con trai chỉ cần được đụng cái là lên tinh thần nhá, rồi sáp vào tạp ngay. Con gái thì dựa vào môi trường nhiều hơn, người ta gọi là nhạy cảm với môi trường xung quanh ấy. Dù bạn có ăn mặc gọn gàng, sơ mi đẹp, tóc vuốt keo, nhưng lại rủ nàng đang mặc đầm xinh ra ăn vỉa hè, ngồi cạnh chỗ mấy cây cột điện chó hay đái vào, hay là vô quán nhậu để nghe Jojo, thì đến thần Cupid cũng không giúp bạn có được nụ hôn thần thánh ấy đâu. Con gái sẽ chỉ chịu hôn nếu họ đồng ý cho bạn hôn, giống như chuyên gia Kim Tự Tháp ở trên chia sẻ ấy. Nhưng cái khác biệt ở đây là bạn không xin phép cô ấy để được hôn, bạn làm cho cô ấy đồng ý. Nếu tối đó họ vui, họ gặp bạn ở một nơi họ thấy đáng yêu, khiến họ thấy thích hơn, thì họ rất sẵn sàng và có tâm trạng để hôn bạn. Tốt nhất, khi chuẩn bị cho nụ hôn đầu thì nên rủ nàng đi uống nước ở một quán đàng hoàng, hoặc là xem phim cũng được nếu là phim hay. Cái lý do chính là để tránh ăn uống. Cái món ăn dù nó có ngon thế nào, nhưng khi vào mồm rồi thì nó kinh lắm. Nhất là sau khi ăn bún mắm hay là mắm tỏi chẳng hạn. Bạn có thể đem theo kẹo thơm cooler để nàng nhai trước khi hôn, và như thế cho nàng thấy mình là người tinh tế. Có điều nhớ nhổ ra không vừa hôn và tắc họng thì không hay. Ngoài ra một điểm lo ngại sau khi ăn xong rồi hôn là có thể đang hôn thì ợ một phát. Thật ra thì giết bạn cũng sẽ quen với mùi đó thôi. Có vài mùi ợ hơi cũng thơm lạ. Nhưng mà ban đầu thì không có vui lắm. Với ban đầu bạn sẽ không rõ nàng có chung sở thích đó với mình hay không, cho nên tốt nhất là tránh ra. Ngoài ra vấn đề về ăn uống là đôi khi bạn sẽ bị tào tháo rượt. Lúc đó hôn nàng chỉ có nàng vui. Nàng vui là vì khi bạn bị tào tháo rượt thì mặt bạn biểu cảm lắm, lại trông rất là ngạc nhiên, hỏa lẫn lo lắng, pha thêm một chút lúng túng. Mấy nàng cá tính cũng thích con trai ngại ngùng chút xíu lúc hôn lần đầu, trông dễ thương thế nào ấy, Cho nên đừng có phá mút và nói rằng bạn bị đau bụng, giả vờ như có điện thoại hay gì ấy rồi lẻn ra sau xả lũ nhá. Còn khi đã hôn quen rồi thì bạn có thể thử hôn nhau trong các điều kiện khác nhau. Bạn có thể dừng xe đợi đèn đỏ và lên vỉa hè hôn trước mặt bán dân thiên hạ, nhưng nhớ rút chìa khóa xe ra. Hoặc là bạn có thể để chìa khóa ở đó và trải nghiệm cảm giác vừa hôn vừa sợ có người vác xe mình đi, cũng rất là thú vị. Bạn có thể bổ sung thêm hương vị cho các nụ hôn của mình, vì dù sao son cũng không thơm lắm. Hai người có thể ăn bún đậu mắm tôm hay sầu riêng để hôn nhau. Hôn xong là hai cơ thể hòa vào làm một liền. Còn muốn làm cho nàng bất ngờ thì bạn có thể kiếm mấy loại son vị lạ lạ, ví dụ như son có vị bột bánh mì, rồi đánh lên môi, nàng sẽ vừa hôn vừa liếm môi bạn. Các kiểu hôn. Nhưng thú vị nhất vẫn là thử các kiểu hôn mới lạ. Sau đây là danh sách một số kiểu hôn dành cho con trai, từ dân mới biết hôn cho đến trai có rất nhiều kinh nghiệm. Thứ nhất, sinh viên năm nhất. Áp môi bạn sát vào môi nàng cho thật lâu, cho đến khi cảm thấy rất thích. Chúc mừng, bạn đã có nụ hôn môi đầu đời. 2. Sinh viên năm 2. Như trên, nhưng mí môi lại tạo ra một lực hút với môi nàng. Khẽ thôi, kéo ra từ từ như đang cố tạo ra tiếng vậy, khiến người hôn có cảm giác một chút níu kéo khi nụ hôn gần hết. Bạn có thể thêm chút muối lên môi để môi bạn dính môi nàng. Thứ ba, sinh viên năm 3. Nghiêng đầu 90 độ so với mặt nàng. Như thế hai môi sẽ đan chéo vào nhau. Kiểu hôn này cũng được chứng minh trong series phim Twilight là sẽ xua đuổi những ma cà rồng khác đang nhòm ngó bạn gái bạn. Thứ tư, sinh viên năm 4. Chỉ hôn phần môi trên của bạn gái thôi, nhấm nháp thật nhẹ nhàng, cần lưu ý là phải ăn no trước đó, nếu không là ông ăn luôn cả môi người ta đấy. Thứ năm, cựu sinh viên. Dạo đầu nhẹ nhàng, nhấm nháp môi trên và cả môi dưới. Nếu nàng vẫn trông không có vẻ hào hứng thì bặm môi thổi vào mồm nàng. Lúc đó nàng sẽ tròn mắt và hiểu rằng bạn đang nghiêm túc. Thứ 6, hôn má. Hôn má thì dễ làm. Đôi lúc bạn có thể hôn má như để gửi ngầm thông điệp cho nàng: sao lúc nãy em dám hỏi anh hôi nách trước mặt bạn bè? Thôi không sao, anh tha thứ cho em. Thứ 7, liếm má. Nên làm sau khi nàng tắm, không phải lúc mới chạy xe ngoài đường về. Liếm như vậy sẽ khiến nàng thấy mình ngọt ngào như một que kem vậy. Thứ 8, hôn kiểu Hollywood. Vòng một tay qua eo người yêu, tay kia để lên lưng nàng, và rồi cho nàng chìm đắm vào một nụ hôn môi say đắm, mạnh đến mức nàng phải nghĩ bạn đang cố gắng trộm răng của nàng. Nếu bạn làm thành công thì đảm bảo mọi thứ chung quanh nàng sẽ biến mất trong 90 phút, trong đầu nàng không còn màu gì ngoài trắng và đen. Thứ 9, hôn kiểu Bollywood. Bạn nghiêng đầu qua phải, nàng nghiêng đầu qua trái. Hai mắt bạn nhìn vào mắt trái nàng, rồi hai mắt bạn nhìn vào mắt phải nàng. Nàng cũng vậy, rồi hai người lắc đầu, lặp lại như vậy với đầu bạn nghiêng qua trái và đầu nàng nghiêng qua phải. Sau đó hai bạn sẽ nằm hôn nhau trên giường vì đứng mỏi cổ quá. Thứ 10, hôn kiểu máy hút bụi. Hôn nhau bình thường, nhưng đến phút cuối bạn tung chiêu. Con gái thích bất ngờ mà. Bạn mở to mồm ra và nuốt môi nàng vào mồm bạn. Bây giờ thì chúng là tù binh của bạn, hãy dùng lưỡi tra tấn chúng. 11. Hôn kiểu Pháp. Hãy làm theo phong cách Paris, đội mũ nồi vào, nghiêng đầu và ấn môi bạn vào môi nàng như kiểu hôn bình thường. Sau đó đưa lưỡi vào mồm nàng, chọt chọt bên trong cho đến khi tìm được lưỡi nàng. Lưỡi nàng lúc đó cảm giác như kem đánh răng vậy, vừa hôn vừa nói bonjour. 12. Hôn kiểu Đức. Giống như kiểu Pháp nhưng thay vì vừa hôn vừa nói bonjour, nói một từ gồm 15 âm tiết như là có nghĩa là công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo vệ pháp lý. Bạn sẽ ngất xỉu đi vì thiếu oxy, nàng sẽ phải cúi xuống hô hấp nhân tạo cho bạn. Lúc nàng đưa miệng xuống nhớ đưa lưỡi vào mồm nàng, thế là lại được hôn lần nữa. 13. Hôn kiểu đánh điện tín Pháp. Tốt nhất là làm nơi công cộng. Bạn lè lưỡi ra, nàng lè lưỡi ra, sau đó hai người đá lưỡi nhau, đảm bảo không ai rời mắt được hai bạn. 14. Hôn mà không hôn. Bạn có thể hôn trong lúc đang xem hai nhân vật chính trong bộ phim Lan Lộn Trên Giường bằng cách gửi emo hình trái tim qua Facebook cho người yêu và chờ nàng trả lời. 15. Hôn kiểu Inuit. Dùng mũi bạn chạm vào mũi nàng, chạm xong thì cạ lên cạ xuống, cạ xong thì đưa mũi ra hai má hít hít, hít ngửi xong thì lặp lại từ đầu cho đến khi mũi nàng đỏ thì thôi. Bonus, Spider-Man Kiss. Đó là một số kiểu hôn có thể áp dụng cho nàng. Có bạn nào biết thêm thì bổ sung vào phần bình luận nhé. Chúc các bạn hôn người yêu vui vẻ. Husky. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spiderum.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.